TVStar hân hạnh giới thiệu bộ phim tình cảm võ thuật Trung Hoa. Từng đạt giải bộ phim hay nhất của năm 1997. Nhưng cô vợ bất đắc dĩ luôn thích lo chuyện bao đồng. Thích làm việc trượng nghĩa. Mọi người đừng sợ, đáng có tôi đây. Quay ra. Đúng là bị quỷ ám rồi. Gian phu của Thúy quá. Hay là ông tìm cách giải quyết giùm tôi đi. Con người của cô thiệt là. Ban đầu tại ông một hai đời cưới tôi làm bà năm thôi. Chưa bao giờ tôi yêu cô. Đón xem Miêu Thúy Hoa lúc 21 giờ hàng ngày trên TVStar SCTV 11.